Thưa quý vị, hôm nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Thăm chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra thực tế một số đơn vị trực thuộc vùng 2, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sĩ vùng 2 tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị khí tài, quản lý, nắm chắc tình hình vùng biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo được phân công. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức cho bộ đội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.